ngồi ve bả bển ông nữa. Em... lúa ơi cà... hay lúa, lúa cà phê nè. Giận liền. Biết mà. Gì vậy? Tôi biết tôi dân hay lúa mà. Tại tôi quê mà. Tôi nghèo hèn, tôi ăn mặc bình dân giản dị, người ta coi thường tôi mà. Tôi đâu phải ăn mặc sành điệu, modern như mấy anh cha chạy xe hộp uống cà phê cũng sao đâu. Trời đất ơi, là người xã mà hơi vậy. Anh nói sao, anh ăn mặc bình dân à? Không dám đâu. Cái anh ấy, áo anh là cái này nè, nó cũng gần gần giống nhau rồi. Rồi cái chậu hoa của anh nè. Tôi lấy cái khăn bàn nè, tôi mai lại cái áo tôi mặc. Thôi, giỡn chơi chút xíu à. Kêu, ghê quá à. Kêu ly cà phê từ sáng giờ, lo ngồi nói chuyện với mấy anh cha ở bển không? Không dám đâu, tại hôm nay anh kêu trễ đó, thôi uống đi. Thấy không, ly cà phê đi mà nó giật hết khúc luôn, nắng tan luôn. Mà nè. Gì? Sao mắt sao quắm vậy? Bộ tối hôm qua chắc bệnh hay sao mà trằn trọc ngủ không được, sáng nay dậy trễ dữ vậy? Tối hôm qua trời mưa. Đúng rồi, mưa. Mưa lạnh quá ngủ không được. Trời ơi, chùm hai cái mền vẫn còn lạnh đó hai. Tôi dòm lên nóc nhà, tôi thấy hai thằng lặn đang dí nhau, nó cắn cục cái đuôi luôn. Tự nhiên tôi nhớ sao? Ủa? Sao tự nhiên dòm hai thằng lặn cắn cục đuôi nhớ tôi trời? Thằng lằn người ta là con vật, mình ta còn có cặp có đôi. Số tôi làm sao nằm mình. Nhớ người ta đâu có biết đâu. Quỷ à, nói chuyện đầm bậy đầm bạ mà. Lớn tuổi, trời đất ơi bông giả. Lớn tuổi rồi mà làm thấy ghê quá. Gì vậy? Con đâu rồi, đi làm chưa? Con hai mình hả? Nó bậy đi. Tuấn con của anh á, đi làm chưa? Tuấn à, thằng đó khỏi nói luôn. Sáng đúng giờ cái pen là đi làm. Chiều tan sở cái pen là bay về nhà liền. Thằng đó tác phong nó giống như quân đội vậy đó. Nó không giống tánh tôi chút xíu nào đó. Uống đi, uống cà phê đi. Phê sao mà tôi... Ừ, có đường con thì mừng muốn chết luôn. Bộ cha giờ này mà còn ngồi quạt uống cà phê đọc báo ha. Ế độ dữ bay. Thì cũng tại Tuấn á. Sao tại con hoài vậy? Tuấn nó không cho tôi làm. À... nó nói tí lớn tuổi rồi. Ừ. Tí nuôi con mệt rồi. Ừ. Tí ngồi tí nghỉ ở không đi. Con đi làm hàng tháng gửi tiền cho tí ăn bánh. Nó không cho tôi đi làm. Thương hết sức không. Kiếm được đứa con có hiếu vậy đó hiếm lắm á. Nghe anh nói mà tôi thèm. Thèm con anh chứ phải thèm anh đâu mà anh giờ tôi. Thấy đứa con có hiếu thèm chảy nước miếng luôn vậy đó. Sáu đồng ý đi, Tuấn cũng là con Sáu chứ bộ. Kỳ quyết. Hoài kia nó. Cho ông nhắc thấy sao mình bán cà phê, bưng bán cà phê vậy, tôi tội nghiệp, tôi thương lắm chứ bộ. Mà nè, bộ lúc này mấy cái nhà không ai kêu sửa ống nước rồi, không ai kêu sửa điện đùng gì hết hả? Làm như nghỉ làm rồi người ta quên luôn hay sao á. Mà thấy người ta không có kêu sửa điện, sửa ống nước gì hết á. Giờ hư một cái nó ra siêu thị nó mua, hư một cái nó chạy ù ra Sài Gòn nó mua. Nó làm kiểu đó không rồi, nó đâu có kêu tôi sửa tư nhân nữa đâu. Rồi ở không mà buồn. Rồi tính kiếm việc làm chút đỉnh rồi kiếm anh sửa cái tay nghề cao quá, anh sửa một nhà thôi người ta cả chục năm vẫn chưa hư đó, giống như điện nước rồi ở nhà tôi đó, anh sửa đó, sửa tới giờ mà nó cứng cứng nhắc luôn, giống như bảo hành suốt đời luôn vậy đó. Cũng muốn kêu anh sửa lắm chứ mà giờ hư không hư sao kêu sửa được, phải không? Giờ sao có nghĩ, sao có thương tôi không? Sao thương không có nói thương tình làng nghĩa sớm không? Thì cũng thương, nói chung là cũng thương. Giờ Sáu về nhà Sáu đập bể cái ống nước hay là đập bể cầu giao điện đi, tôi qua tôi sửa cho. Phải vậy mới hư thôi chứ làm sao mà hư được. Được rồi, để tôi về tôi đập bể. Ồ. Ê, cái này mới vô duyên nha. Hả? Lạnh quá ở không nghĩ chuyện sầm đế, tự nhiên xuống tôi đập đồ đạc nhà tôi cho tốn tiền chơi cha. Tôi đỡ buồn chứ hơn nữa gần gũi Sáu, tôi hứa tôi không lấy tiền công đâu. Thôi, nghĩ chuyện sầm đế không à. Có việc làm cho nó đỡ buồn. Còn ấy giờ tôi tính bạn Sáu vậy nè. Bạn gì? Tôi thấy cái sân của Sáu bán cà phê á, nó có trống trống hình trước đường khúc á. Ừ. Không ấy sao cho tôi mở gì? Mở gì? Tính công ty. Mở công ty giám đốc rồi làm mặt tôi làm giám đốc được hả? Thì nói tính mở gì làm chủ. Nè. Làm chủ hả? Ừ. Đừng có nói là cạnh tranh cà phê với tôi nha. Nghe bọc lên cái quán cà phê kế bên tôi là tình nghĩa dứt liền tại chỗ nha. Tôi đâu mở quán cà phê đâu, Sáu quán là đủ rồi. Thì chứ mở gì? Mở chỗ sửa giá xe. Chắc thằng Tuấn con ăn không cho anh làm nghề đó đâu. Ai mà để cho cha phải ra ngoài nắng ngoài mưa mà giá xe đạp cái kiểu đó được. Nó con tôi chứ không phải nó ba tôi. Hơn nữa tôi làm việc lương thiện, có tôi có đi ăn cắp trộm gì đâu. Nó phải chịu ý tôi chứ. Rồi anh sắm sửa đồ nghề chưa? Đồ nghề có sẵn rồi. Rồi hỏi ý kiến tôi chi? Hỏi ý kiến của Sáu để tôi mở gần chỗ Sáu. Thôi đi, đừng có xạo xạo hoài, sắm đồ nghề đặt hỏi ý kiến muốn làm gì làm đi, nhưng mà tôi nói trước rồi nghe chưa. Làm sao làm là phải
ấy thì nếu mà ra mua kêu người ta là xây một cái nhà đi, xây cái nhà nhỏ nhỏ rồi ấy máy lạnh rồi vô ngồi sửa xe cho nó mát chứ xong chứ ra ngoài đường nắng mưa mà sửa mà bị trời nắng đổ này nọ nóng nực rồi bệnh á, rồi cái xảy ra bệnh hoạn và cả ốm yếu rồi cái thương lắm á. Thương giá xe chứ đâu phải tập đoàn đâu, gắn máy lạnh nó trọng có chỗ đàng hoàng. Quỷ thì tại ta thương nó vậy thôi, tôi về tôi bán cho sáng giờ ế quá không ấy đâu quê. Sao hả, sao có bán cà phê cho chó không nữa à? Nó tầm bậy à, lại bị bán cà phê cho chó. Thấy con chó đang thọc đầu vô nó uống gì kìa, lon sữa hộp sữa tôi mới khui. Trời đất quỷ thần đi nè, cái hộp sữa tôi khui tôi mở ra con chó nó uống này đây nè, để tôi chạy về tôi coi chó chó. Dạ làm ơn cho hỏi, đây phải nhà anh Tuấn không vậy? Vô đây em vô đây. Trời ơi sao lâu dữ vậy cưng? Lâu cái gì, thiệt tình luôn á. Sao rồi, sao sáng giờ đi đâu nắng nôi nè, uống miếng nước đi. Trời anh ơi chết rồi. Hả? Cái xe em nó bị bể bánh kìa. Sao bể bánh xe vậy? Không biết đâu á, ngoài đầu hẻm á, tự nhiên đang chạy vô hẻm nhà anh cái bể bánh xe vậy đó. Mà có cái ông gì giá xe ngoài đầu định vô giá mà cũng chưa được nữa. Trời tội nghiệp quá. Xong nói anh rồi anh lấy xe anh chở em cho thằng chi mà đi xe cho cực khổ vậy em. Thiệt á. Gì vậy? Ủa ba đâu? Ba hồi hộp lắm, coi như là sáng giờ ổng cũng đợi đi gặp em á. Em có hồi hộp không? Có, hồi hộp tim cũng nhảy ra ngoài luôn vậy đó. Đừng hồi hộp, ba hiền lắm. Hả? Ba mặt phúc hậu lắm, mặt giống Doraemon lắm. Doraemon á? Doraemon mặt vui vui á. Mặt hiền lành á, dễ thương lắm. Em nói nghe nè, thay đồ chưa? Thay đồ gì nè, đồ nè. Vậy hả? Lịch sự gì muốn gì nữa? Cũng được, vậy thôi có làm gì chuẩn bị giỏ sách này nọ đi, 15 phút nữa đi nghe. Ừ, nhưng mà đợi xíu, lát ba ra. Giờ anh vô anh lấy đồ nha. Chuẩn bị xong rồi cái lát ra hai mình đi. Surprise nha. Rồi. Biết surprise là cái gì không? Là gì? Anh biết thì nói gì đó, tiếng anh nói gì tôi cũng biết là cái surprise là cái gì đó, bất gì đó, bất ngờ gì đó. Ừ. Nha. Em tưởng hồi hộp không á chứ. Thôi mệt chứ sao. Tuấn ơi Tuấn, xe ai để ngoài đường cản lối đi cô ta ô Tuấn? Dạ. À, xe. Cái gì đó? Ủa. Vô nhà tôi à? Vô đây tính thưa gửi hả? Xin lỗi nha, cái gì cũng phải có bằng chứng đàng hoàng nha. Chừng nào bác tận tay tôi rải đinh mới nói được nha. Ủa, bác ơi bác. Bác đi vô đây làm chi vậy bác? Tôi hỏi cô vô đây làm chi mới là đúng á. Cô là ai vậy? Dạ, đây là nhà bạn con mà. Nhà bạn cô? Dạ. Nhà này có mình tôi ở đây à, bạn cô là ai? Dạ, nhà này nhà anh Tuấn mà bác. Cô là bạn anh Tuấn hả? Dạ. Dạ, ừ, bà. Ba, giới thiệu ba, bạn gái con nói ba, bạn khỏi gái giới thiệu, con. Khỏi giới thiệu, tôi biết bạn gái mấy người rồi. Quen ba hả? Không nhận tôi nuôi mấy người không lớn, mấy người biết lựa người quá ha. Biết kiếm bạn gái trẻ đẹp ha. Ba. Trẻ đẹp không biết điều. Gì kì vậy? Bạn gái con đẹp vậy thôi muốn gì nữa? Nghi ngờ người rộng lượng lớn thật lớn tuổi ha. Trời ơi, dám nghi ngờ tôi ha. Là sao ba? Em quen ba hả? Em làm gì ba giận vậy? Quen cách đây 5 phút thì cái gì? Em từ từ nó nghe. Hồi nãy á, xe em bị bể lốp xe đó. Cái em định dắt nhờ chỗ này để mà bán. Cái bà giá hả? Nhưng mà chưa hết. Mà không biết sao đi vô cái em thấy bác mở cái hộp đinh ra. Đinh y chang đinh bánh xe mà. Cái em... Nói đàng hoàng nghe. Xe có mấy người á, là cán đinh lủng ruột. Nhờ tôi giá. Tôi chưa giá là mấy người dắt xe đi rồi. Đừng có đổ thừa này nọ nghe. Dạ xin lỗi ba. Dạ rồi. Bác ơi. Em trời ơi khổ ghê, đã nói rồi chứ để tôi qua chở cho. Ba cũng vậy con nói rồi thôi đừng có đi giá xe nữa, nhà đi con nói. Nói không có chuyện gì làm để con nuôi được rồi. Ra giá chi được giờ cái hai bên hiểu lầm khổ ghê. Tôi là ba mấy người. Tôi muốn làm tôi kiếm thêm chút đỉnh tiền đó là chuyện của tôi. Ở không tôi mang bệnh. Bệnh gì đâu thì cái bây giờ hiểu lầm thôi ba đừng giận. Giờ không hiểu lầm hiểu đúng gì hết đó. Bác ơi bác. Bác cho con xin lỗi nha bác. Với lại hồi nãy á, con nghe anh Tuấn nói Doraemon đâu có biết giận đâu bác. Trời ơi. Doraemon là cái gì? Trời ơi, cầm cái ly nước uống vô. Trời đất ơi, không có. Doraemon á là nói là cái chuyện tranh đọc á, dễ thương. Em nó bị đọc cái ám. Tuổi trẻ giờ học nhiều mà. Học nhiều cao mà hiểu rộng mà. Thật ra muốn ăn nói gì ăn nói à. Không có. Thiệt á, mình là trẻ, mình làm ăn có nhiều tiền.
ra đường thấy người già cả người ta giá xe. Giá xe 10 ngàn lỗ chứ nhiêu, ki bo làm chi. Mắng giết nặng nhẹ ta làm chi, 10 ngàn mình quan trọng quá vậy. Thôi ba đừng giận vuốt. Đừng giận. Vuốt giận thì tôi không biết. Em cứ vậy nghĩ sao ba đi rải đinh, ba anh hồi xưa giờ là đàng hoàng lắm. Em nói vậy là ba giận là phải rồi, thiệt tình. Nhưng mà bác. Cái gì vậy? Trời, để cho tôi thấy mặt nha. Tôi mà thấy mặt là chết, từ tuổi chết cho tới bị thương. Bữa nay nghỉ bán cà phê rồi, bán cà phê gì đó, bực bội quá, bán mua cái gì nữa. Ôi sao dạ. Sao? Chuyện gì đi cân nhắc là sao? Chào. Còn chuyện gì nữa? Trời sao sao cái giò sao? Trời ơi. Giờ sao sao? Trời ơi sao mà băng trắng miền chân đẹp vậy trời? Bị tông xe phải không? Tông cái gì mà tông, bị té, bị đây nè, thấy cái gì không? Đây nè, cái đinh nè, đó thấy không? Nè, cái đinh ha. Không biết cái thằng nào ai mà gài băng mà gài mỹ thuật dữ vậy sao gắn cái đinh. Cái này tao gài cái đinh tao vô trong cái băng này để tao nhớ lại cái kỷ niệm đa thương của tao nghe. Tao nói thiệt, cái giờ cái cây đinh này mà tao hận thù bà nội cha nó, nghĩ làm sao vậy hả? Nó rải cái đinh rồi tôi chạy ngang qua cái tôi cán cái xe cán té dách té, tôi quẹo giò tôi tức ối máu. Tao đeo cái đinh này nghe, tao đeo cái đinh này tao trù nghe. Tao trù cái thằng nào mà nó rải đinh nó làm cái xe tao bị vậy nghe chưa. Rồi cũng có ngày, nó cũng tự cán cái đinh của nó làm ra. Nó tự cán đinh làm ra rồi té mà chẳng những nó đau thương cho tao rồi nó gãy giò. Bà nội cha tức ơi là tức gì đó. Anh cái gì? Cái đinh này giống y chang cái đinh của bánh xe em nãy luôn á. Nè đúng rồi, nó y chang cái trời đất ơi, vỏ xe em đó. Đinh có số seri nữa nè. Phải không? Thế kìa. Này nè, phải cái đinh giống vậy phải không? Đúng rồi. Trời này không một nè. Nó cũng giống số giống vậy nè anh. Trời đất ơi, thấy cái nó ác ghê chưa. Ủa chán Mỹ rồi hả? Đâu? Ủa da, nghĩ chưa? Ai biết đâu. Đinh mỏng đau mày quỷ. Ai biết, thấy nhiều cái cán rồi nó vô tác dụng. Tao căm thù cái thằng nào mà rải đinh ha. Làm chẳng những cho tao mà cho cô đây nữa mà bị té xe nha. Tao nói thiệt mày á, cái thứ đó mà để tao vũa, tao mà rủa tao nói hả, nó không chết ha, thì cả cái dòng họ nó cũng đều chết hết thôi nha. Sao bỏ tao nói đời cha làm thì đời con hưởng thôi nghe. Cái thằng nào mà nó rải đinh nghe, nó làm cho tao té vậy đó hả, là cái cuộc đời của nó là cái gì bế mạc nha. Nó mà có vợ thì vợ chết, nó mà có con là con không lấy vợ, mà con mà nếu mà lỡ mà thằng con nó có vợ là thì vợ nó không sinh được con để nói võ tâm đường ha. Mà tôi đừng có rủa nữa. Không, tôi rủa chưa hết anh. Tôi chẳng những như vậy mà tôi nói cái đầu của nó đừng có mọc cột tóc nào đi. Thứ ở ác mà tóc đâu mọc, không phải tôi nói cái thằng mà rủ đinh á nha. Mà hễ mà nó ra ngoài đường á là trời đánh, mà vô nhà là trời sập, mà nó xuống sau là bị kìm ghe mà lên tàu lên máy bay, là bị máy bay lỡ máy bay, lỡ banh sát luôn. Dạ. Thứ đừng để cho tôi trù. Đây mà, khoan sao. U miếng nước trời. Ủa tao rủ tiếp nha, nó leo lên cây á là nó bị rớt cây, nó té gãy giò nha, đó. Tao nói mày thêm miếng trà đi chứ bây giờ cái rủa vậy hoài chết. Giờ cái miệng sáo cũng lành ghê á. Trời thường sáo hiền quá trời mà con đâu ngờ bữa nay sáo trời hơi trù nguyên dòng họ. Tao nói thiệt cái bày nha, đây nè, tao vậy là lãnh họa ít á, mà tôi rủa vậy là ít á anh. Tôi nói thiệt cho anh. Sao ba kỳ quá, người ta rủa ai tự nhiên ba làm như chuyện của ba anh nãy. Anh đừng có buồn, cái thứ đó tôi rủa là phải rồi đây nè. Nó làm cho người ta chết người đó, chứ đừng giỡn chơi. Sao bác xúc động dữ vậy bác? Sao khóc dữ vậy? Cái chuyện gì của người ta ba, sao ba hay dễ xúc động quá? Ủa sao cái nét mặt này không phải là nét mặt thương xót mà nét mặt hối hận nha. Tôi quen anh lâu lắm rồi, như là anh làm cái chuyện gì hình như sai lầm, cái tôi thấy cái mặt anh giống như là hối hận phải không? Ê! Nè! Ông giờ mà thẳng mặt tôi coi ông hai. Ông giờ thẳng mặt tôi đi. Nhìn thẳng là nhìn hướng này nè ba. Mình không có gì, mình không có sợ đó. Hướng này nè, cái mặt thẳng là hướng này. Bây giờ mày thử mày nghĩ coi Tuấn. Tại sao ngay cái đầu hẻm của mình, nghe hồi nào giờ không xảy ra cái chuyện gì hết, tự nhiên bây giờ ta bị cắn đinh ngay cái đầu hẻm mình. Rồi cái cô này cũng vô ngay trong hẻm mình, người ta bị cắn đinh. Mà trong cái hẻm mình, ngoài cái chỗ giá xe của ba mày thì đâu có chỗ nào nữa đâu. Tôi... Anh đừng có nói tôi là... Anh là gì? Đinh tặc nha. Tôi không phải đinh tặc. Chứ anh là gì? Tôi hùng có hai cái đinh à. Cái gì? Ba có rải thiệt hả ba? Anh có rải đinh thiệt hả? Tại ba ngồi giá xe mà ế quá, không ai tới giá xe hết. Trời ơi, vậy thôi. Ba thấy cái hộp đinh của tụi nó để lại. Ba thử coi. Coi ba đắt khách không? Ba quăng có hai cây. Trời ơi. Ê về dính đủ hai người. Hèn chi, tao thấy nguyên hộp đinh của con chả. Tao thấy cái gói kỹ lắm, tao tưởng hộp quà ai nghe. Nguyên hộp đinh đó rồi nổi lòng tà gian tham ra, dám rải đinh ra giết hai mạng người hả? Trời ơi. Đâu, chưa chết. Trời cũng may nghe chưa, chứ tôi mà có bề nào nghe chưa. Anh nè, con người của anh ngóc đầu lên không nổi đâu nghe chưa. Dạ. Sao cái gì mày thấy cha mày chưa? Đồ đinh tặc. Trời ơi, giận rồi. Nè, đinh của anh nè, anh ăn giọng đi. Kể từ đây nghe, đừng bao giờ mà qua uống cà phê của tôi nghe chưa. Đồ đinh tặc. Trời ơi.
Sao? Trời ơi ba, sao hết chuyện đi làm, trời ơi, đầu đinh mà cũng làm đinh tặc chứ vậy. Chết. Không chết. Chết. Không chết. Thôi trời ơi, bây giờ ăn đi, cái giờ sáng đưa cái bánh mì không ăn ba cái liền rồi cái chết không chết hoài cái gì vậy, không hiểu gì hết trơn à. Bây giờ mày giận ba, bạn gái mày cũng giận ba, tới cô Sáu cũng giận ba. Mà xe ổ bánh mì này nó tới chữ nào là ba thực hành chữ đó. Trời ơi, sáng giờ đồ tự tử hoài khổ ghê. Bây giờ ăn đi chứ giờ chưa kịp tự tử nữa là chết đói rồi đó. Tôi muốn chết. Ăn đây. Tôi không ăn. Tại sao mấy bữa nay bạn gái của mấy người không tới thăm tôi? Trời đất ơi, nó qua đâu dám qua nữa. Tại sao không dám qua? Sợ cắn đinh. Trời thôi ơi mà, đừng có đụng chạm vụ đinh nỗi đau của tôi đâu mà. Có thì nói giỡn thôi, ý nó qua nó sợ ba rủa nó. Tôi giờ dám rủa ai? Bà con rủa tôi nhiều rồi, tôi thấm lắm rồi. Cũng may là tôi dừng lại kịp thời, chứ không thôi tôi hối hận cả cuộc đời tôi nữa. Thì đó, cũng hên là bà rải có hai cây thôi đó. Khổ ghê, bà đặt số series nữa trời. Không, không, 1, 2. Bà tính đánh dấu, bà nhớ, để chiều bà lụm vô lại. Có không? Có không? Có chứ. Có mới nói đi. Có. Mà nói bây đừng... giờ hỏi con làm sao không buồn được. Nhưng hỏi... giờ con dẹp ba cái đồ sửa xe của ba. Con không cho bà giờ làm nghề giá xe bây nữa. Giờ ba muốn giá nữa không? Bây giờ ba muốn hay không? Cho bà Sáu mà nhận ba suốt đời. Ôi giá xe ba không giá nữa. Nhưng mà lớn tuổi rồi ở không sanh tật lắm. Không mấy cho con xin ba cho ba đi học lái máy bay hay cái gì cũng được. Thì bây giờ nếu thích thì thôi lái tàu hỏa luôn đi. Lấy phi thuyền ra ngoài sao hỏa rồi ở với mình ba trển đi. Miễn có việc làm là được rồi hay chứ ba buồn lắm. Giờ học đi lái máy bay nữa giờ dễ sợ thiệt. Chứ giờ con giận ba, bạn gái con cũng giận ba. Có chuyện để làm. Làm cái gì? Làm ông nội. Từ hai đứa ra đang định họ nói đi nói ba vụ đám cưới nè. Ờ tụi con định làm đám cưới hả? Chứ gì nữa, sáng giờ không cho nói gì chân à. Cái gì ba làm ông nội? Ừ. Ba giữ cháu nội giữ của ba. Giữ nội là có chuyện làm rồi. Ủa vậy ba có chuyện làm rồi. Ủa? À, nhưng mà tổng ba Sáu còn giận ba. Thôi mệt quá thì cái già mà chưa đứa nít thì cứ nhõng nhẽo hoài con khổ ba ghê. Con có vợ rồi, vợ con chăm sóc ba, ai chăm sóc ba đây? Nãy có qua kêu hai đi cà phê để qua làm lành rồi. Có kêu à? Có kêu rồi, lát nó bưng qua liền giờ. Đúng rồi. Đó, mọi người nói đó. Đúng rồi. Nhìn chính, làm mặt đau thương đi. Làm mặt hối hận. Cà phê đá phải không? Đúng rồi. Hối hận hết mức. Đó, đúng rồi. Thảm hơn tí nữa, thảm hơn tí nữa đi. Tấn ơi, con kêu cà phê đá phải không Tấn? Dạ. Ờ, con kêu hai ly thì có nghĩa là con ly. Dạ. Cô ly. À. Qua hai cô cháu mình đàm đạo phải không con? Có kêu sao con uống đi con. Nãy con đó là Sáu mới bán cà phê cho con, Sáu mới đem qua đó, chứ còn ai kia đó hay nói chính xác là ai mà đinh tặc đó thì còn lâu mà Sáu mới bán à nha. Bỏ chữ đinh tặc đi, nói đầu đinh được rồi. Không có, mỗi lần mà giờ cái vết thương này là căm thù à con. Nói thiệt, con nói thiệt, con bữa nay con thấy Sáu dễ sợ. Sao? Bình thường bán cà phê hiền ơi là hiền. Tao nói cái với Hải tao mà đừng để tao rủa, tao nói thiệt mày nha. Cái thứ đó hả, tao nói thì mày không chích xong thì cũng chích trôi. Thôi mà thôi. Mà không thôi. Chích trôi thì là cũng chích chìm. Mà sao? Trời ơi. Chửi đừng chửi nữa. Thứ đó mọc tóc không nổi đó. Thôi đừng có rủa nữa, sáng giờ đó đầu tuyệt thật chết kìa. Kêu ăn không ăn nè. Chết gì? Chết đâu? Đầu tuyệt thật á, rồi thấy cái hồ cá này đầu nhảy xuống chết hoài nè, nguyên sinh đó. Cái gì? Ông đòi nhảy xuống hồ cá này hả? Tao hứa với mày luôn, nhảy đi, nhảy đi. Ông không chết tao mà cá chết đó. Thôi, hết chuyện rồi. Đó, sông suối đó, xong nhảy xuống đi. Nhảy kia dưới này còn không buồn buồn ra ngoài đường á. Nhảy ra giữa đường đi. Tôi đâu biết bơi đâu. Vậy thì ra ngoài đường đi, nhảy ra ngoài đường đi, cái xe nó tông. Tôi sợ đạp đinh. Vậy hả? Không biết sợ đạp đinh gì sao để tôi đạp đinh thì được. Thôi mà, gây lộn hoài tội nghiệp, ổng chán giờ hối hận rồi. Tao căm thù lắm đó mày, tao căm thù mà cái thứ mà ở ác lắm á. Trời ơi, cái thứ đó tao nói thiệt cho mày, sống không yên như tao đâu, sống không yên với tao đâu. Đi ra vô một ngày mà tao rủ coi 800 lần, tao nói mày cũng chích lần chích mòn gì tao à. Ui ra đâu, thấy chưa, mày thấy ác ghê chưa, thấy ghê chưa. Đừng có khiều quá nữa, để người ta già làm lành cho khiều, bán hồ mới giận mới đạp bây giờ. Trời ơi, một quạt hơn nó chạy mũ bây giờ đó thiệt á. Khổ Sáu ghê á. Bình thường hiền cũng chết luôn, giờ đụng chuyện biết cái miệng sao dữ. Tao hiền mà.
tao hiền ghê lắm mà đừng để cái tao nổi cơn điên. Mà để nổi cơn điên mà tao chửi. Ai làm gì đâu nổi cơn điên trời. Ủa? Vậy nên không làm gì hết, để tao chọc tức nha. Ép tao và tao nói mày nghe nha. Con chó mà dồn, một khi mà dồn nó vào bước đường cùng quá, nó tức quá nó phải quay ngược lại, nó cắn thôi mày hiểu không? Sao nói vậy, ý sao nói là sao lại gì? Thì tao, tao là con. Ủa ý mày nói tao là con chó hả? Con có nói à, con có nói mày à. Rõ ràng nha. Con có nói này, sao nói à, con có nói à. Mày đừng để hai cái con, tao bích lòng hết hai cái con nha. Con. Tao nói là cái câu này, cái câu châm ngôn thôi. Thì đó. Sách đồ nghề đi đâu vậy? Tuấn nó kêu tôi lấy đồ nghề này á, tôi bỏ hết đi, tôi không làm nghề giá xe nữa. Thiêu quỷ, thiêu quỷ. Tuấn mang qua gửi bên sao để sao giữ. Thiêu quỷ. Mày dẹp ở đâu đi, mày đừng để cái ông thấy. Thì đó, mày thấy là ông ngứa mắt, ông hành nghề lại đó. Ông nói rồi, ông ở không quá, giống như ông bị liệt quá, không chịu nổi đâu, phải trong hoạt động. Lần này không có cho, có nghĩa có chuyện làm nhưng mà không có làm giá xe nữa, làm cái khác rồi. Cho ông làm gì? Giữ xe. Ừ thì vậy đi, lớn tuổi rồi ngồi giữ đâu ổn định một chỗ. Xin được cái chỗ ở thành phố nào vậy? Gần đây nè, quán cà phê. Quán cà phê ở gần mình hả? Dạ. Chà, lúc này em tính mở cạnh tranh với tôi cái quán cà phê nào mà có chỗ giữ xe, bãi giữ xe ta chắc tắt dữ mà. Quán cà phê nào vậy? Dạ bên quán Sáu Lành á. Cha con mẹ Sáu Lành là con mẹ nào mà mở quán cà phê mà khách đó. Ủa Sáu Lành tên tao mà. Ừ đúng rồi. Quán là... Sáu á. Là mày nói tao đó hả? Dặn ba con giùm mày. Trời đất ơi, thôi đi ông nội ơi, bán tao bán một ngày có một hai khách hàng à. Kêu chả giữ làm gì? Trời ơi, ơi, trời ơi, xé ra cái vết thương tao. Gì? Ô, sao? Đâu có bị gì đâu. Đâu bị gì đâu, sao băng gì vậy? Không có bị gì hết á. Vừa té xe cái quẹo chân qua thôi, hơi bị đau đau thôi. Mà tao băng vậy để cho tao thấy tao xót thương. Trời ơi, cậu dễ sợ thiệt, con mùa sáu dễ sợ thiệt, làm sao sáng giờ ông miếu quá trời, cái mỏ chảy nước miếng quá trời ra. Tôi biết lỗi rồi mà. Thôi tôi lấy miếng cà phê, tôi xin tạ lỗi sao. Uống đi, tha thứ. Uống đi. Tạ lỗi. Uống đi đi. Ly cà phê 10.000 đồng đó. Hả? Bình thường 6.000 mà. Tiền thang thuốc tao 4.000 mày. Trời ơi. Ôi cái này để tía trả con. Trời ơi, nhân dịp này thằng Duyên trật giò cái lên giá luôn thiệt tình. Cái gì vậy trời ơi? Ê, cái gì không vậy, có đọc đâu nghe. Sao vậy? Sao rắn ngát hả? Đắng gì? Mày uống được cái đắng không? Trời đất ơi, kỳ vậy? Chơi kỳ vậy sao? Làm gì có chuyện đó? Ghét nhau nói chứ làm gì kỳ vậy? Trời đây ngon mà. Ngon. Mày thấy không? Mày thấy không? Thứ trời hại. Hồi nãy cái ly này tao để ở đây nè. Còn cái ly này là ly của mày nè. Đó. À. Đó rồi đáng lẽ từ đây này dớ đây uống đi không? Trời hại lấy ly của mày chi đó để rốt cuộc là cà phê đắng. Quên bỏ đường, giận ông quá quên bỏ đường. Bà thấy không? Lấy cái ly chi cho tao có cớ cho chửi nữa. Trời hại vậy đó, cái thứ là ác trời, người không hại trời không hại à. Đi về và bỏ miếng đường cho uống. Thôi, ngồi xuống đi, để tôi chuột rồi. Tôi qua bên quán tôi lấy đường cho. Đừng giận Doraemon nữa, sáng giờ coi như là hối giận lắm rồi. Phải, tao nói vậy đó cho ông sợ ông chuột. Thì đó. Chứ trời làm nghĩa sớm mà giận cái gì. Đó mà cũng may là ổng mới rải mới có không bao nhiêu chứ không thôi. Hoài cày thôi đó. Để mà không phát hiện sớm mà trời đất ơi. Ổng xanh đồng ổng rải thì chắc chết. Lậm ổng mà. Cái gì vậy? Ê mày đừng có lỏng ra đường xe tung ổng theo nghe mày. Gì vậy ba? Chết tiêu mày rồi. Cái gì vậy ba bị gì vậy? Cái gì vậy? Ba bị vậy bây giờ đây ba ngồi trời cái gì? Ba bị sao vậy? Cái gì hai? Trời. Cái gì vậy ba bị cái gì vậy? Cái gì vậy? Ba bị đạp đinh rồi. Đạp gì? À! Trời ơi! Trời ơi! Chết rồi sao không? Dừng ra đi, dừng ra. Không được, không được cắm lại. Dừng lại. Mày ác quá vậy sao mày gắm ra gắm lại không đau quá giờ gió nó vô gắm lại chứ giờ sao trời ơi, thôi chết rồi sao quá trời ơi dậm cho miếng máu ra quá giờ nó chết rồi máu đâu bà ơi là thấy ghê quá trời ơi dính cái gì mà dính cái gì vàng vàng nữa trời ơi chắc nhớt xe trời ơi trời trời đất ơi ủa ông đâm trúng đâu cho cái kẻ chân đi nè trời ơi mà la thấy ớn luôn hả trời ơi chạy mau hết rồi giờ nó qua tôi quyết tương rồi quyết tương cái gì cái này nhớt xe. Ủa, dạ thưa ông trời. Ông đạp đâu ngang kẻ đâu bọn ông đạp ngộ vậy mày. Ủa đạp mấy kẻ dò mà ông ra ông mày cái đinh mà đâu ông đạp tự trên đạp xuống bảo vậy có mà cái đinh này của ai vậy ai biết này nè cậu sao quen vậy đi ra đừng có số seri hả không hai bữa ta là 0001 002 chắc bạn gái của ông rút ra liền lợi đó
Nó gài tao hả? Không phải, tại ba.